Minna san, konnichiwa. Hôm nay các bạn hãy cùng mình cùng ôn lại cái từ trường hợp, đó là khi chúng ta gặp lại một ai đó nhé, một ai đó mà rất là lâu rồi chưa gặp lại, mà người đó hỏi mình là thế dạo này khỏe không, dạo này có thay đổi gì không, thì chúng ta nên nói một câu là gì? 最近 お変わりありませんか？最近お変わりありませんか？最近お変わりありませんか？Dạo này bạn có thay đổi gì không? Thay thế cái câu là gì? Dạo này bạn có khỏe không đó? Thay thế như vậy nhé. 最近お変わりありませんか？Thì đối với cái câu hỏi mà được hỏi như vậy thì mình sẽ trả lời như thế nào? Thì mình sẽ trả lời là gì? おかげさまで nhé. おかげさまで元気に過ごしています。おかげさまで元気に過ごしています。À, đó là gì? Nhờ ơn trời mình vẫn gọi là khỏe, mình vẫn sống tốt. Đó, thì câu này các bạn có thể là lưu lại để chúng ta đáp ứng làm sao cho hợp lý nhé. Nếu như ai hỏi mình là gì? Dạo này có khỏe không? Dạo này như thế nào rồi? Có thay đổi gì không? À, 最近お変わりありませんか？お変わりありませんか？Thì mình sẽ là gì? おかげさまで元気に過ごしています。Nhờ ơn trời mà mình vẫn khỏe, mình vẫn sống tốt, sống khỏe. Đó, các bạn thấy không ạ? Các bạn lưu lại nhé. Bạn nào muốn học câu gì thì các bạn cứ để lại tin nhắn nhé.